chào các bác. Hôm nay có một cái giò hạc vĩ trắng, là cũng là cái cây mà nó rất là xuyên hoa. Ngày trước thì cái cây hạc vĩ trắng này thì nó cũng đắt ấy. Nhưng bây giờ nó cũng đỡ hơn rồi. Nên là các cây hạc vĩ trắng này gần như bây giờ em không phân định nó là cái cây trắng bông hoa như nào nữa. Thường cái cây trắng bây giờ thì em chỉ gọi là trắng, tất cả cây trắng để lẫn lộn hết. Thì em không phân định mặt bông cây hạc vĩ trắng nữa, bởi vì giá trị bây giờ nó cũng xem nhau như nhau hết rồi. Thế nên là cái cây hạc vĩ trắng này nó cũng rẻ, và các bác có thể chăm sưu tầm những cái cây này, nó cũng rất là hay. Ngày trước ấy, thì nó đắt, thì có thể là các bác còn ngại cái vấn đề là nó giá nó quá cao. Thực ra bây giờ nó rất là rẻ, mà hoa nó cũng rất là đẹp. Đây các bác nhìn tổng thể một cái giò này. Đấy, một cái giò tổng thể của nó rất là dài đúng không? Nó chỉ rất, có nghĩa là rất là nhiều hoa ấy. Tỷ lệ là hoa nó phải chiếm đến 60-70% là hoa. Đấy, đây là một cái giò hạc vị trắng các bác ấy. Và tỷ lệ mỗi mắt hoa đây, các bác có thể nhìn cái cần hoa này, nó sẽ thấy là cái tỷ lệ nó rất là dày bông đúng không ạ? Một mắt của nó được khoảng 2 bông là bình quân, có những mắt 3 bông. Đấy, hoa rất là dày và rất là đẹp. Hồi nó đắt thì các bác không sưu tầm, thì bây giờ có thể sưu tầm. Cái này rất là rẻ, một thân này nó chỉ rơi tầm khoảng 1 triệu thôi. Đấy, một thân hoa. Và cái dòng hạc vĩ này nhân giống rất là nhanh. Thì em cũng xin phép nói sơ qua về thân lá cũng như là các cái đặc điểm như là nhận dạng. Thì ở đây thì em sẽ xin phép đi vào cái phần mầm gốc của nó. Đấy, đây là cái phân bón em vẫn cho nó ăn bình thường. Các bác nhìn cái thân mầm của nó là xanh sạch đúng không ạ? Cây nào nó là hạc vĩ hay là phi điệp hay là cây gì trắng thì nó cũng thế thôi, nó cũng đều là xanh sạch. Hạc vĩ đây các bác nhìn đến năm ngoái nó chỉ có một thân thôi, mà nó đẻ ra đến hiện tại thì là được 3 thân dài và 2 thân ngắn. 2 thân ngắn dài khoảng 3-40 nó cũng đều có hoa cả rồi. Đấy, nó có 3 hướng chính. Thì đây là cái kỳ 51 này của nó đây các bác, cũng có nụ. Đây là cái kỳ 51. Đấy, nó cũng được 2 nụ các bác thấy không? Đấy, cũng được 2 nụ. Đấy, đấy là kỳ 51. Thì cái hạc vĩ này rất là siêng hoa. Thân lá của nó xanh sạch các bác nhé. Thân lá mới này mầm nó xanh sạch này. Đấy, đây thân già của nó xanh sạch, không có một tí ám tím nào cả. Còn cái cây hạc vĩ mà hoa tím hồng ấy thì nó cũng trắng, nhưng mà nó vẫn thỉnh thoảng nó vẫn có cây nó có gợn, có gợn tím ở trên thân tím hoặc hồng ấy, chấm rất là nhỏ thôi. Cái cây hạc vĩ này thì đây là nuôi trong điều kiện tự nhiên và chăm sóc tự nhiên. Các bác thấy là cái tỷ lệ hoa nó rất là dày đúng không ạ? Tỷ lệ hoa rất là dày, rất là xinh bông. Cái cây hạc vĩ trắng này thì là cái cây hạc vĩ bắc, nhìn chung gọi là hạc vĩ bắc, bởi vì một số những cái cây mà miền Nam ấy nó có dạng thân lá nó hoặc là cây hay Lào là dạng thân lá của nó hơi khác hơn. Những cây bắc này thì thân của nó khá là tròn và mập, gốc nhỏ và thân khá là mập, thân mập to. Để các bác nhìn này. Đấy, thân nó rất là mập và to, gốc nó sẽ nhỏ hơn, nó như kiểu dạng phi điệp thân nù ấy. Đây các bác hay thấy là nó là như thế. Đây là một trong những cái cây hạc vĩ bắc nó kiểu dạng thân lá này. Cây miền Nam với cả cái cây Lào ấy thì cũng có dạng thân nù này, nhưng tỷ lệ ít hơn. Cây hàng Lào thì thân nó chủ yếu là thân gầy, thân nù này rất là ít, thân mập này rất là ít. Hàng miền Nam thì cũng có mập nhưng mà cũng không nhiều, bởi vì cái cây hàng miền Nam chủ yếu là do nuôi tốt, thế nên là mập. Cây hàng Bắc thì bản thân của nó là cây rất là mập. Cây miền Nam mà nó cũng mập nhưng mà cái tỷ lệ nó ít hơn các bạn. Còn cái cây Bắc, cây Điện Biên, cây Sơn La các thứ đều là hoa thân nó rất là mập, thân to. Còn cái bông hoa của nó thì nó nở vào dịp tháng 3. Và tỷ lệ hoa của nó rất là dày,
tỷ lệ hoa của nó chiếm khoảng từ 50-70% chiều dài của thân. Đấy là nuôi trong cái tình trạng bình thường đấy, các bác nhìn thấy nó rất là dài và rất là dày hoa, gần như mắt nào cũng có hoa. Cái bắc này thì là cái cây có hương thơm các bác nhé, hoa cây hạc vị trắng này là cây có hương thơm. Đấy, có một số cây thì nó như cây nào thì nó thơm ít hơn, thì là cái hương thơm ấy nó phụ thuộc tùy từng cây và tùy từng vùng, có cây thơm nhẹ cây thơm đậm hơn, tùy thuộc vào từng cái xuất xứ của cây khác nhau. Nhưng thực ra thì nó cũng không khác quá nhiều, nó vẫn là cây thơm thôi, nhưng mà thơm nhẹ với thơm đậm hơn thì nó tùy cây đấy. Đấy, có cái thì đấy là sơ qua về cái hạc vĩ. Hạc vĩ này thì nó không giống với thân lá của nó này, lá nhỏ và lá nó dạng giống phi điệp, người ta hay gọi là phi điệp hồng ấy. Thì nó cũng là cây này, là cái cây hạc vĩ này. Đấy, nhưng đây thì là cái cây hạc vĩ trắng, cái cây đột biến. Dạng lá của nó thì đuôi lá của nó đa phần là lá nhọn, nó cũng có những cái cây lá đầu lá tròn, đầu lá đây này, đầu lá tròn nhưng đa phần là nhọn, hạc vĩ thì nhọn hơn, nhọn hoắt này. Đấy, còn những cái cây phi điệp thì nó không nhọn hoắt như này, phi điệp thì đầu nó hơi tròn, tròn cái đầu nhọn này nó hơi tròn hơn chứ nó không quá nhọn như này. Đây là về cái cơ bản của cái cây hạc vĩ. Còn tỷ lệ phi điệp mà nở riêng hoa như này thì ít hơn các bác nhé. Thì các bác có thể tham khảo những cái video của cây phi điệp hoặc những cái cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để biết thêm thông tin và tìm hiểu thêm về các loại lan. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.